À, thì chúng ta biết là điều trị bằng insulin là một cái điều trị cực kỳ khó khăn, bởi vì insulin nó được xem là một cái vũ khí cuối cùng trong điều trị đái tháo đường. Bởi vì khi mà chúng ta điều trị bằng insulin có nghĩa là bệnh nhân ở một cái giai đoạn có những cái chỉ định, chúng ta thấy là thứ nhất là bệnh nhân có cái bệnh lý cấp tính, hoặc là những cái tình huống thứ hai là không kiểm soát được đường huyết, thì chúng ta sẽ điều trị bằng insulin. Và khi mà chúng ta điều trị bằng insulin, nó sẽ có một cái tình huống là chúng ta phải đối diện với một cái nguy cơ, đó là nguy cơ hạ đường huyết. Và tôi hay ví dụ nôm na là insulin nó là một cái vũ khí cực kỳ mạnh trong điều trị đái tháo đường, nhưng nếu mà chúng ta dùng không khéo, chúng ta sẽ bị tác dụng phụ và chúng ta không đạt được cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Do đó, để mà sử dụng insulin một cách hiệu quả và đạt được cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn, thì chúng ta phải có rất nhiều bước. Thứ nhất là phải hiểu rõ và phân loại đúng về insulin. Thứ hai là chúng ta phải sử dụng đúng cái phác đồ insulin. Nếu mà ở đây chúng ta là dược sĩ thì chúng ta có quyền nhìn cái đơn thuốc và chúng ta xem bác sĩ kê toa đó là đúng cái chỉ định về điều trị insulin hay không. Và những cái bước tiếp theo sau khi mà chúng ta hiểu đúng về insulin, chúng ta điều trị đúng, có phác đồ đúng, tuy nhiên như đó chưa đủ. Một cái đơn thuốc điều trị đái tháo đường bằng insulin rất là đẹp với một cái phác đồ rất là chuẩn, nhưng mà không có nghĩa là sẽ kiểm soát được đường huyết, bởi vì nó còn những cái khâu sau rất là quan trọng. Cái chuyện đầu tiên là bệnh nhân phải biết cách bảo quản và tiêm thuốc đúng cách, bởi vì trong thực hành lâm sàng chúng ta thấy là bệnh nhân tiêm sai rất là nhiều, và bệnh nhân phải có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bởi vì nếu mà cho dù chúng ta tiêm insulin phác đồ đúng cỡ nào, liều cao như thế nào, mà bệnh nhân không có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý thì chúng ta sẽ thất bại điều trị, và khi đó cái tác dụng phụ khi mà chúng ta điều trị bằng insulin nó sẽ rất nhiều. Và muốn điều trị insulin, muốn chỉnh liều insulin thì bắt buộc bệnh nhân phải biết cách theo dõi đường huyết mao mạch, và cuối cùng nó là phải biết cách phát hiện và xử trí những cái chuyện mà liên quan đến hạ đường huyết và phòng ngừa hạ đường huyết. Như vậy chúng ta thấy là cực kỳ khó khăn khi mà chúng ta điều trị đái tháo đường bằng insulin. Nó không đơn giản là chúng ta có một cái phác đồ, một cái vũ khí cuối cùng trong điều trị đái tháo đường, không có nghĩa là chúng ta sẽ điều trị bệnh nhân cách hiệu quả nếu chúng ta không đảm bảo được tất cả những cái nguyên tắc này. Thì về phân loại insulin, chúng ta thấy năm nay và năm sau người ta sẽ kỷ niệm 100 năm phát minh ra insulin, từ năm 1921 và đến năm 1922 là lần đầu tiên được ứng dụng trong điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 và cứu sống bệnh nhân. Và trải qua gần 50 năm, 60 năm người ta điều trị trong một khoảng thời gian rất dài, đó là insulin người. Thì insulin đầu tiên đó là insulin động vật, bởi vì những cái nguy cơ tác dụng phụ trên người rất là nhiều, đặc biệt đó là những cái dị ứng, những cái đáp ứng miễn dịch. Do đó gần như bây giờ người ta không còn sử dụng nữa. Cái loại mà chúng ta sử dụng nhiều nhất, lâu đời nhất, đó chính là insulin người. Tuy nhiên insulin người mặc dù người ta nói là được tổng hợp từ cái DNA của người, nhưng mà khi tiêm vào nó sẽ bị cản trở bởi cái sự hấp thu của cái mô dưới da. Chính vì vậy cho nên là cái mức độ sinh lý nó sẽ không bằng là cái insulin mà được tiết trực tiếp vào trong máu từ tế bào beta tụy. Do đó trong cái quá trình phát triển, phát minh ra insulin, người ta tiếp tục người ta phát minh ra những cái loại insulin mới, và những cái loại insulin mới đó người ta gọi đó là insulin analog. Insulin analog này nó có đặc điểm là nó sẽ thay đổi một vài cái cấu trúc axit amin so với là insulin người, để cho cái đáp ứng nó khi mà chúng ta tiêm vào dưới da thì cái đáp ứng nó sẽ sinh lý hơn. Nếu cái loại tác dụng nhanh nó sẽ nhanh hơn, nếu cái loại mà tác dụng kéo dài nó sẽ kéo dài hơn, nó kiểm soát đường huyết đối tốt hơn, đường huyết sao ăn tốt hơn, và đặc biệt nó là ít nguy cơ hạ đường huyết hơn. Và người ta không dừng lại ở đó, người ta có insulin analog, người ta lại tiếp tục làm ra những cái loại analog mà tốt hơn nữa. Và trên thực sự là trong y văn người ta không có dùng cái chữ là analog thế hệ 2, nhưng mà tôi dùng ở đây để cho chúng ta dễ hình dung, tức là những cái loại analog mới này nó lại có nhiều cái ưu điểm hơn những cái loại analog nữa cũ nữa. Thì hiện tại ở tại Bệnh viện Đại học Y Dược mình, chúng ta có gần như đầy đủ những cái nhóm thuốc mới này. Thì đây là một cái bảng phân loại insulin theo thời gian, theo cái tác dụng của thuốc. Là cực kỳ phức tạp. Như vậy chúng ta phải có một cái buổi riêng để chúng ta nói rõ hơn về phân loại insulin. Tôi chỉ tóm tắt, nếu mà phân loại về cái tác dụng của insulin thì người ta sẽ chia làm hai cái cách để mà người ta phân loại. Thứ nhất đó là cái nguồn gốc là insulin người hay là insulin analog. Thứ hai là người ta sẽ phân loại theo cái tác dụng, đó là insulin tác dụng nhanh, người ta sẽ dùng để kiểm soát đường huyết sau ăn, hay còn gọi là insulin bữa ăn, hoặc là insulin tác dụng kéo dài để giúp kiểm soát đường huyết đói, hay người ta còn gọi đó là insulin nền. Và cái loại thứ ba đó là insulin hỗn hợp, hay còn gọi là insulin trộn sẵn, thì nó có thể giúp kiểm soát đường huyết đói và đường huyết sau ăn. Tuy nhiên nó sẽ không có được linh động mà nó theo cái tỷ lệ khi mà người ta trộn sẵn. Thì đó là ba cái loại insulin với ba cái tác dụng khác nhau.
Và ứng với cái từng cái loại tác dụng đó, chúng ta có insulin người, có insulin analog. Và đó là cái cách phân loại insulin theo cách mới và ứng dụng trong điều trị. Có những trường hợp người ta chỉ điều trị insulin nền, có những trường hợp phối hợp insulin nền cộng insulin nhanh, và có những trường hợp người ta điều trị bằng insulin trộn sẵn. Thì nó sẽ ứng dụng vào trong những cái phác đồ, một lát các anh chị sẽ thấy. À, và một cái phân loại thứ hai đó là phân loại theo nồng độ. Thì cái ngày xưa khi người ta phân loại theo nồng độ, chủ yếu là người ta muốn cái lượng thuốc tiêm vào. À, là chủ yếu là trước đó chúng ta có U40, U100. À, mặc dù bây giờ cái loại U40 là gần như là không còn được sử dụng nữa. À, chủ yếu trên thế giới là người ta sử dụng cái loại U100. À, nhưng mà ngày trước U40, U100, U500 v.v. chủ yếu là người ta thấy là cái lượng, cái liều insulin là chủ yếu. Nhưng mà những nghiên cứu gần đây người ta thấy với cái loại insulin mà khi người ta cô đặc hơn, đặc biệt là chúng ta thấy Glaxin mà U300, thì cái dược động học của thuốc nó sẽ thay đổi và cái thời gian tác dụng của thuốc cũng thay đổi và dẫn đến những cái hiệu quả trên lâm sàng cũng thay đổi. À, chúng ta có Glaxin U300, có Glaxin U100. Thì cái U300 nó so với U100, nó không có đơn giản chỉ là cái nồng độ nó cao hơn, mà nó thay đổi cả dược động học lẫn cái dược lực và cái tác dụng và ứng dụng trong thực hành lâm sàng, với cái ưu điểm nhiều hơn, đó là ít nguy cơ hạ đường huyết hơn và cái thời gian tác dụng kéo dài hơn. Đối với là insulin Degludec, nó là một cái dạng analog, thì chúng ta cũng có cái dạng mà Degludec U200 với cái nồng độ cô đặc hơn. Tuy nhiên nó có cái đặc biệt là giữa cái U100 và U200 của Degludec, mặc dù là cô đặc hơn nhưng mà cái dược động học nó không có thay đổi nhiều. Chính vì vậy cho nên cái tác dụng của hai cái loại này nó không có khác biệt nhiều so với loại U100 của Glaxin và U300 của Glaxin. Như vậy cái phân loại mà về nồng độ ngày trước là chỉ dừng ở mức đó là cái liều sử dụng, cái lượng sử dụng, nhưng mà trong khuynh hướng tương lai nó thay đổi cả dược động học và thay đổi cả cái tác dụng điều trị. Thì đặc biệt là chúng ta thấy là sự ra đời của bút tiêm insulin nó là một cái bước ngoặt quan trọng, nó làm cho bệnh nhân dễ tiếp cận insulin hơn, dễ sử dụng hơn và ít cái nguy cơ sai liều thuốc hơn. Hình như anh xin lỗi, cái bài này bị cắt nhiều cái slide của anh quá. Một cái bài của anh 36 cái slide, đúng không? Nó có những cái slide liên quan đến ví dụ trong thực hành lâm sàng để cho các anh chị thấy khi mà chúng ta sử dụng cái thuốc insulin trong thực hành lâm sàng nó cực kỳ quan trọng. Tại vì các anh chị thấy là trong cái bài này, thứ nhất là về mặt lý thuyết, thứ hai là nó có những cái hình để mà minh họa cho các anh chị. Bài này nó có một cái slide rất là quan trọng mà trong cái đầu tiên khi mà chia sẻ với các anh chị đó, thì tôi minh họa là insulin nó là một cái khẩu súng khi mà chúng ta điều trị đái tháo đường. Nó cực kỳ quan trọng, nếu chúng ta điều trị đúng thì cái hiệu quả nó rất cao. Nhưng nếu cái khẩu súng này mà chúng ta bắn không đúng thì cái hậu quả nó cực kỳ nghiêm trọng. Do đó là chúng ta phải sử dụng insulin làm sao để mà đạt hiệu quả tối đa. Thì về cái phân loại insulin, các anh chị thấy nếu mà còn tồn tại cái loại U40 và U100, và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng dạng lọ, thì chúng ta phải cực kỳ lưu ý tới việc mà cái bơm tim insulin. Đặc biệt các anh chị dược sĩ, khi mà chúng ta tư vấn cho bệnh nhân sử dụng cái bơm tim, tôi đã từng thấy là có những bệnh nhân người ta tới cái nhà thuốc, người ta chỉ nói là bán cho tôi cái bơm tim. Thì chúng ta vào trong chúng ta lấy liền cái bơm tim insulin rất là nhanh, và chúng ta không hỏi là bệnh nhân đang sử dụng cái loại nào. Và khi mà bác sĩ kê cái loại U120 đơn vị, thì chúng ta thấy cái kim màu vàng là cái kim U100. Nếu bệnh nhân kéo tới cái số 2, thì bệnh nhân lấy đúng là 20 đơn vị. Nhưng nếu bệnh nhân sử dụng lộn cái bơm tim là U40, tức là cái kim màu đỏ các anh chị thấy, và cái kim U40 này người ta cũng có cái vạch 20, 40 và tối đa nó là 40. Thì nếu mà kéo đến số 20 này, chúng ta thấy là 0,5ml của cái bơm tim này, tức là nó tương đương với 50 đơn vị. Nếu cái lọ thuốc đó là U100, và nguy hiểm hơn nữa có thể chết người, đó là sử dụng cái xi lanh 3ml mà người ta thấy số 2. Chúng ta thấy là bác sĩ thì kê đơn là 20 đơn vị, nhưng mà người ta chỉ thấy số 2, người ta kéo đến và cái số 2 này là tương đương với 200 đơn vị. Và có thể bệnh nhân sẽ hôn mê liền sau cái mũi tim này. Do đó đối với lại cái dạng lọ, khi mà chúng ta tư vấn cho bệnh nhân tiêm insulin, thì cái điều quan trọng nhất đó là cái kim tim phải tương ứng. Và gần như cái loại U40 bây giờ người ta cũng không có sử dụng nữa. Nếu cái loại U100 thì chúng ta phải sử dụng cái bơm tim đó là U100. Các anh chị lưu ý. Và cái cây bút tim insulin nó sẽ giúp chúng ta vượt qua những cái rào cản. Gần như bệnh nhân bây giờ cái khả năng mà tiêm sai liều thuốc nó sẽ rất ít.
Lý do là gần như là chỉ cần chúng ta vặn tới số bao nhiêu đơn vị là bệnh nhân sẽ tiêm đúng như vậy. Và cái bút tiêm này nó sẽ giúp cho bệnh nhân tiêm đơn giản, thuận tiện, dễ dàng bảo quản, dễ dàng mang theo. Và đặc biệt đó là không có đau nhiều khi mà chúng ta tiêm. Do đó nó giúp cho bệnh nhân đái tháo đường vượt qua rất nhiều những cái rào cản khi sử dụng insulin và bệnh nhân dễ dàng chấp nhận hơn. Và cái bút tiêm insulin nó cũng có rất nhiều nghiên cứu, người ta cho thấy nó giúp tăng cái tỷ lệ tuân trị, giúp cải thiện được cái chất lượng điều trị cho bệnh nhân, và đặc biệt đó là giảm chi phí chăm sóc cho bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta thấy là, chúng ta nghĩ là một cây bút tiêm cái chi phí nó sẽ đắt hơn cái thuốc trong cái dạng lọ. Tuy nhiên những cái nghiên cứu người ta thấy nếu mà tính lâu dài cả cái quá trình điều trị thì cái cây bút tiêm này thông qua cái việc là giảm những cái biến chứng khi mà chúng ta tiêm, đặc biệt đó là cái nguy cơ hạ đường huyết, giúp cải thiện tuân trị A1C tốt hơn, giúp giảm biến chứng, thì cái chi phí toàn bộ để mà chăm sóc cho bệnh nhân đái tháo đường nó sẽ cải thiện đáng kể so với việc mà chúng ta tiêm dạng lọ. Chúng ta qua cái phần thứ hai đó là cái phác đồ tiêm. Thì đây cũng là một cái bài, một cái chương rất là lớn, cho nên trong cái bài này tôi chỉ nói nhanh thôi. Cái phác đồ tiêm insulin người ta chia làm hai loại phác đồ. Thứ nhất đó là phác đồ tiêm những cái mũi tiêm rời, tức là người ta tiêm bằng cái khởi trị bằng cái mũi insulin nền trước và sau đó bằng những cái mũi tăng cường thành cái phác đồ basal, basal plus hoặc là basal bolus. Thì người ta tiêm như thế nào? Thứ nhất là một mũi tiêm thì người ta khởi trị bằng cái insulin nền, tức là cái loại tác dụng kéo dài, và nhắc lại loại analog nó sẽ tốt hơn insulin người. Thì bệnh nhân sẽ tiếp tục uống thuốc và tiêm một mũi trước khi đi ngủ insulin nền. Và trong trường hợp không đạt mục tiêu điều trị, người ta sẽ tăng cường. Và đối với bệnh nhân lớn tuổi, trong những cái phác đồ của bệnh nhân lớn tuổi, các anh chị sẽ thấy gần đây insulin nền này người ta sẽ tiêm vào buổi sáng. Đặc biệt là những cái loại mới, thế hệ mới như Decludec hoặc là Glaxino 300, cái tác dụng nó kéo dài hơn thì người ta có thể tiêm buổi sáng để hạn chế cái nguy cơ hạ đường huyết cho những bệnh nhân cao tuổi về đêm. Do đó cái phác đồ chuẩn ban đầu là tiêm insulin nền buổi tối. Nhưng gần đây đối với bệnh nhân cao tuổi chúng ta có thể tiêm buổi sáng. Như vậy các anh chị làm dược, các anh chị thấy những cái đơn thuốc mà cho tiêm một mũi insulin nền buổi sáng, đó là những cái cập nhật theo những cái hướng dẫn mới đối với bệnh nhân cao tuổi. Và trong trường hợp không đạt mục tiêu điều trị, người ta sẽ tiêm một cái mũi insulin nhanh thứ hai cho cái bữa ăn mà lớn nhất, có tăng đường huyết sau ăn nhiều nhất. Thì cái phác đồ đó gọi là phác đồ basal plus, và người ta điều trị tăng cường lên thành basal bolus. Đây là cái phác đồ gần như là chuẩn nhất trong điều trị đái tháo đường, kể cả đái tháo đường type 1 lẫn đái tháo đường type 2. Đó là phác đồ basal bolus. Tuy nhiên nó có một điểm các anh chị lưu ý là từ cái mũi tiêm insulin thứ hai trở đi, người ta sẽ ngưng sulfonylurea, bởi vì cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân sẽ rất nhiều. Và cái loại phác đồ thứ hai, tức là cái hướng điều trị thứ hai khi mà điều trị bằng insulin, thì người ta sẽ sử dụng insulin trộn sẵn, tức là bệnh nhân này thì chỉ cần một loại insulin trộn sẵn thôi, và người ta sẽ điều trị tăng cường từ một mũi cho tới ba mũi. Thì nếu mà người ta muốn tiêm một mũi insulin trộn sẵn, các anh chị lưu ý là chỉ có dạng trộn sẵn analog thì mới có đủ những cái nghiên cứu mà tiêm một mũi. Còn insulin người trộn sẵn, ví dụ như insulin mix tạc vân vân, thì những nghiên cứu mà tiêm một mũi thì gần như không có. Thì chủ yếu là người ta phải tiêm bằng cái dạng analog, thì bệnh nhân vẫn tiếp tục uống thuốc, và cái mũi analog đó người ta sẽ tiêm vào cái mũi trước ăn chiều. Bởi vì đây là cái dạng insulin trộn sẵn, nó sẽ có khoảng 30% insulin tác dụng nhanh và nó phải tiêm trước bữa ăn. Do đó bệnh nhân sẽ tiếp tục uống thuốc và tiêm một mũi trước khi ăn chiều. Và trong trường hợp không đạt mục tiêu điều trị sẽ tăng lên 2 mũi tiêm. Và nhắc lại, insulin chỉ cần 2 mũi tiêm trở đi hoặc là có insulin nhanh thì thường người ta sẽ ngưng sulfonylurea. Và đây là cái mũi tiêm insulin thứ hai, insulin trộn sẵn cũng cùng một loại insulin thôi. Và trong trường hợp không đạt mục tiêu điều trị người ta sẽ tiêm lên 3 mũi. Và một cái điều lưu ý nữa là đối với insulin trộn sẵn thì tiêm 3 mũi chỉ có dạng analog thì mới đủ cái nghiên cứu cho chúng ta ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Còn insulin người trộn sẵn, insulin mix tạc thì gần như chúng ta cũng hạn chế khi tiêm 3 mũi, bởi vì cái nguy cơ hạ đường huyết của bệnh nhân sẽ rất nhiều. Đó là hai cái hướng khi mà chúng ta điều trị insulin cho bệnh nhân, hai cái hướng tiếp cận theo cái hướng basal, basal plus, basal bolus, hoặc là insulin trộn sẵn từ 1 mũi lên 3 mũi. Những cái thuốc uống khi mà phối hợp với insulin thì bác sĩ Nam cũng đã có đề cập. Thì chúng ta thấy ở đây người ta kê từng cái loại thuốc uống. Đối với ức chế SGLT2 người ta cho phép bật đèn xanh cho chúng ta phối hợp với insulin. Tuy nhiên nó có một cái đèn đỏ là chúng ta lưu ý về cái nguy cơ nhiễm cetonacid, đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà phải giảm liều insulin quá nhanh thì làm cho cái nhu cầu insulin bệnh nhân tăng lên rất nhiều, và bệnh nhân dùng ức chế SGLT2 nữa thì khi đó cái nguy cơ mà hạ đường huyết sẽ cái nguy cơ mà nhiễm cetonacid sẽ rất nhiều. Đối với metformin là gần như là được bật đèn xanh, đây là cái thuốc có tác động cộng hưởng với insulin, chỉ trừ khi là có chống chỉ định khi bệnh nhân suy thận nặng, suy gan nặng vân vân, thì còn lại là chúng ta sẽ sử dụng phối hợp chung với insulin.
Cái thuốc thứ ba là ức chế DPP4, chúng ta có thể phối hợp với insulin. Tuy nhiên người ta cho cái đèn đỏ là khi nào? Khi bệnh nhân đã đang tiêm cái đồng vận GLP-1. Như vậy là nếu dùng đồng vận GLP-1 thì không dùng ức chế DPP4. Đối với sulfonylurea, đây là cái lỗi rất hay gặp trong thực hành lâm sàng. Chúng ta thấy người ta cho một cái đèn cam và đèn vàng, đèn đỏ. Đèn đỏ và đèn cam khi nào? Khi chúng ta khởi trị insulin nền thì chúng ta sẽ giảm liều sulfonylurea khoảng 50%, và khi mà insulin nhiều mũi là bắt buộc chúng ta phải ngừng. Giống như trong hai cái slide trước các anh chị đã thấy, nếu mà insulin bắt đầu chúng ta tiêm từ 2 mũi trở lên, chúng ta phải ngưng sulfonylurea. Và TZD thì sử dụng thận trọng khi mà phối hợp với insulin. Bởi vì đối với những bệnh nhân nước ngoài, cái tỷ lệ béo phì rất là nhiều. Và nếu mà dùng insulin mà chung với TZD thì cái nguy cơ tăng cân nó rất là cao. Bản thân TZD đã tăng cân khoảng 4kg rồi, mà chúng ta dùng thêm cái insulin nữa thì cái nguy cơ tăng cân nó rất là nhiều. Mặc dù là cái cơ chế là cộng hưởng, là cải thiện đề kháng insulin. Do đó cái phác đồ mà giữa TZD và insulin thì trên thế giới người ta cũng không có khuyến cáo sử dụng nhiều. Như vậy chúng ta thấy là có metformin, có ức chế SGLT2, có đồng vận, có ức chế DPP4 là gần như là được khuyến cáo khi mà tiêm với insulin nhiều mũi. Và đây là những cái hình chúng ta thấy là trong thực hành lâm sàng chúng ta còn vướng cái lỗi rất là nhiều. Một cái đơn thuốc các anh chị thấy là có tiêm insulin mix tạc sáng chiều, nhưng mà trong đây vẫn còn uống cái clibanlamid, tức là cái sulfonylurea. Cái hình bên phải cũng vậy, các anh chị thấy là bệnh nhân được tiêm insulin Novomix 3 mũi sáng, trưa, chiều, nhưng bệnh nhân vẫn được tiếp tục uống gliclazide. Thì đây là một cái lỗi trong thực hành lâm sàng, chúng ta lưu ý chúng ta sẽ khắc phục cái lỗi này. Nhắc lại, sulfonylurea không dùng khi chúng ta đã tiêm insulin nhiều mũi cho bệnh nhân, chỉ dùng khi mà tiêm insulin một mũi hoặc insulin nền với điều kiện là giảm liều sulfonylurea. Và trong thực hành lâm sàng chúng ta thấy về cái mặt ứng dụng phác đồ trong điều trị, đây là một bệnh nhân được chẩn đoán là đái tháo đường phụ thuộc insulin với cái mã là E10, tức là chúng ta ngầm hiểu đây là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1, mà trong cái phác đồ chỉ có insulin nền. Thì chúng ta phải xem lại bệnh nhân này đến khám vì cái tăng đường huyết rất cao và có nguy cơ nhiễm cetonacid. Chúng ta thấy là phác đồ chuẩn cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 đó là phác đồ basal bolus, phải ít nhất là 3 mũi cho tới 4 mũi một ngày thì mới có thể kiểm soát được đường huyết cho bệnh nhân. Và cái hình bên đây là một cái phối hợp thuốc gần như không thể nào có được. Chúng ta sử dụng insulin trộn sẵn 2 mũi một ngày và chúng ta lại phối hợp với insulin nền. Các anh chị lưu ý là insulin trộn sẵn trong đó 70% là cái loại tác dụng kéo dài, là nó phủ giống như là tương đương với insulin nền cho bệnh nhân. Như vậy không có nghĩa lý gì chúng ta tiếp tục chúng ta tiêm insulin nền một mũi riêng cho bệnh nhân nữa. Và cuối cùng trong cái bài cập nhật của Phó Giáo sư Đoàn Trang, các anh chị thấy là cái phác đồ điều trị insulin như đã trình bày đó là cái định hướng cho chúng ta điều trị. Tuy nhiên không phải ai cũng sẽ xài cái phác đồ đó, bởi vì mỗi người sẽ có một cái kiểu hình đường huyết riêng. Và đôi khi cái phác đồ phải cá thể hóa cho người đó. Chúng ta thấy như cái hình trên đó là gần như là ít tăng đường huyết sau ăn, chỉ có tăng đường huyết khi đói. Cái hình thứ hai là tăng đường huyết liên tục, cả đường huyết đói và đường huyết sau ăn. Cái hình thứ ba là gần như chỉ tăng đường huyết dồn vào cái buổi chiều, trưa chiều, buổi sáng, ít tăng đường huyết. Như vậy đối với những bệnh nhân này thì cái phác đồ đôi khi nó sẽ khác đi. Đặc biệt là những bệnh nhân mà có điều trị corticoid, chế độ dinh dưỡng thay đổi, đôi khi chỉ có một hai ăn chỉ có một hai bữa một ngày thôi, thì chúng ta không thể tiêm cho bệnh nhân 3 cho tới 4 mũi insulin được. Do đó cái phác đồ điều trị mặc dù là có định hướng, có hướng dẫn cho chúng ta, nhưng phải cá thể hóa, phải tùy thuộc vào từng bệnh nhân thì chúng ta sẽ có một cái phác đồ khác nhau. Có những bệnh nhân chỉ tiêm insulin trộn sẵn một mũi sáng và một mũi trưa thôi, buổi chiều không tiêm, lý do là bệnh nhân đang điều trị corticoid liều cao và chỉ uống buổi sáng thôi, và cái nguy cơ hạ đường huyết về đêm rất nhiều. Do đó có những đơn thuốc các anh chị sẽ thấy là tiêm insulin trộn sẵn nhưng buổi chiều không tiêm, chỉ tiêm buổi sáng hoặc là tiêm buổi sáng và buổi trưa. Tuy nhiên là cá thể hóa nhưng phải có lý do. Phải có lý do chứ chúng ta không được tùy tiện, chúng ta phải có bằng chứng về sự thay đổi kiểu hình đường huyết. Nôm na chúng ta gọi đó là profile đường huyết của bệnh nhân để mà chúng ta quyết định điều trị. Và cuối cùng đó là cái vấn đề bảo quản insulin, thì cái này thì các anh chị sẽ rất là có kinh nghiệm trong tư vấn cho bệnh nhân, thì tôi không nhắc lại, tôi lướt qua. Thì bệnh nhân sẽ được đơn giản hơn khi sử dụng với cái dạng bút tiêm. Và cái vị trí tiêm và kỹ thuật tiêm thì chúng ta lúc nào chúng ta cũng có những cái clip hướng dẫn rất nhiều về kỹ thuật tiêm. Thì tôi chỉ lưu ý là trong thực hành lâm sàng, khi mà chúng ta hướng dẫn cho bệnh nhân tiêm thì chúng ta phải kiểm tra lại, chúng ta phải đối chiếu lại bệnh nhân tiêm đúng hay không. Và trong thực tế là đã gặp bệnh nhân tiêm sai rất là nhiều. Vị trí tiêm chúng ta cũng biết rồi, luân chuyển cái vị trí tiêm, và thường là tiêm quanh rốn để mà đạt cái hiệu quả tối đa, giảm đau nhiều. Đó là cái vị trí mà người ta thường chọn. Tuy nhiên vẫn có thể tiêm ở đùi, ở tay, vân vân. Và đặc biệt là chúng ta phải hướng dẫn cho bệnh nhân là không có xoa cái chỗ tiêm nhiều,
để tránh làm phù nề sau khi tiêm hoặc là đau nhiều. Đây là những cái hình mà hướng dẫn tiêm insulin thì chúng ta có rất nhiều cái clip rồi, chỉ lưu ý một số điều thôi. Ví dụ như là chúng ta tư vấn cho bệnh nhân là có véo da hay không. Thì đối với những cái loại mà kim ngắn thì vẫn có thể là không cần véo da. Tuy nhiên, đại đa số trong đường hành lâm sàng chúng ta cũng nên khuyên bệnh nhân véo da để chúng ta cố định kim tiêm. Chúng ta giữ cho cái kim tiêm thẳng gốc với lại cái vị trí tiêm để đạt cái hiệu quả tối đa của thuốc. Và chúng ta có rất nhiều cái đầu kim tiêm 4mm, 5mm, 6mm để cho những cái đối tượng bệnh nhân khác nhau, bệnh nhân gầy, bệnh nhân mập v.v. để mà chúng ta hướng dẫn tiêm cho bệnh nhân. Và trong thực hành lâm sàng thì bệnh nhân sai nhiều nhất đó là cái cách cầm cái bút tiêm. Người ta thường dùng cái ngón trỏ để người ta ấn thuốc thì ngón trỏ gần như là không có lực. Và khi ấn thuốc rất là chậm và bệnh nhân phải rắc tay rất là nhiều và làm cho bệnh nhân đau khi tiêm. Do đó chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân dùng cái ngón cái để mà ấn thuốc tiêm, để cố định cái bút tiêm và tiêm cái thao tác nó nhanh, gọn và đặc biệt là thuốc sẽ xuống tối đa. Đây là cái thao tác đúng. Và hướng dẫn cho bệnh nhân là những cái cách để phòng ngừa là không có bị đau. Đặc biệt là bệnh nhân mình có cái khuynh hướng là người ta khi mà sát trùng, người ta sát trùng cồn rất nhiều và để cái vùng tiêm nó còn ướt thì khi đó cái đầu kim tiêm mà đi qua rất dễ đau, mỗi lần tiêm đều cảm giác đau. Và cái thứ hai là nếu đau nhiều quá chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân thay đổi kim. Tốt nhất là cứ mỗi lần tiêm là một cái đầu kim. Tuy nhiên trong thực hành thì đôi khi chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân có thể một ngày để sử dụng một cái đầu kim rồi ngày hôm sau thay đổi, thì tùy cái điều kiện của từng bệnh nhân. Nhưng chúng ta hiểu là trong cái điều kiện tốt nhất là cứ thay đổi một cái đầu kim sau mỗi lần tiêm. Và đặc biệt là phải hướng dẫn bệnh nhân là không được xoa dầu, không được chườm nóng. Có nhiều người người ta tiêm xong người ta cứ xoa bóp ngay cái vị trí tiêm thì rất dễ bị đau và phù nề cái chỗ tiêm. Và một cái điều quan trọng, đây là một cái chương rất lớn trong cái điều trị đái tháo đường, đó là tư vấn về dinh dưỡng. Nhắc lại, bệnh nhân mà không có chế độ dinh dưỡng đúng là gần như chúng ta sử dụng insulin không có hiệu quả và còn mang lại cái tác dụng nghịch nữa, đó là cái nguy cơ hạ đường huyết rất nhiều. Thì tại khoa nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược đã triển khai rất nhiều những cái phương pháp để mà làm sao có thể tiếp cận tư vấn cho bệnh nhân. Thì trong cái bài sau Dược sĩ Cẩm sẽ trình bày. Và cuối cùng, một cái phần tiếp theo cực kỳ quan trọng là chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân tự theo dõi đường huyết. Tôi cho rằng đây là một cái điều cực kỳ quan trọng. Nếu tiêm insulin mà bệnh nhân không biết cách tự theo dõi đường huyết thì cái tỷ lệ thất bại điều trị rất cao. Thì chúng ta thấy có ba cái mục đích khi mà bệnh nhân tự theo dõi đường huyết. Mục đích đầu tiên là phải phát hiện xử trí những cái tình huống cấp tính, đặc biệt đó là hạ đường huyết hoặc là tăng đường huyết quá cao có thể đe dọa tới tính mạng. Và cái thứ hai là cung cấp hỗ trợ thông tin cho bác sĩ để người ta chỉnh liều. Tuy nhiên cái đó chưa đủ. Ở đây người ta có một dòng tôi thấy rất là hay, đó là hỗ trợ cho bệnh nhân chỉnh chế độ ăn và tập luyện thể lực. Và trong thực tế khi tư vấn cho bệnh nhân cái kết quả đường huyết, tôi cũng hướng dẫn cho bệnh nhân dựa trên cái kết quả đường huyết đó và tự nhận xét cái chế độ dinh dưỡng của mình đã hợp lý hay chưa và có biện pháp điều chỉnh hay không trước khi chúng ta điều chỉnh thuốc. Như vậy là chúng ta có thói quen là cứ đo đường cao thấp chúng ta sẽ chỉnh thuốc. Tuy nhiên người ta nói là đo đường huyết để điều chỉnh cái dinh dưỡng, để đánh giá cái dinh dưỡng tốt hay chưa để quyết định điều trị thuốc. Và cái slide màu vàng là rất là quan trọng. Đó là một cái công cụ trực quan để cho bệnh nhân người ta tự nhận xét là người ta đã có cái chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp hay chưa. Chứ nếu mà chúng ta chỉ tư vấn về dinh dưỡng đơn thuần, người ta cũng không hình dung được là tôi ăn như vậy đúng hay không. Nếu người ta đo được đường huyết, tôi ăn như vậy đường tăng, tôi ăn như vậy đường giảm, thì người ta sẽ có một công cụ trực quan để thay đổi lối sống, để thích nghi, để làm sao cho tốt. Và không có một cái khuyến cáo cụ thể là bệnh nhân phải đo đường bao nhiêu lần. Nó chỉ tùy theo cái từng cái bệnh nhân cụ thể để mà hướng dẫn. Nó có những cái đo một lần một ngày, hai lần một ngày, ba lần một ngày hoặc bảy lần một ngày. Thì đây là cái bảng mà hướng dẫn cho bệnh nhân đo đường huyết thì tại phòng khám nội tiết. Và chúng tôi cũng in những cái bảng này cho bệnh nhân để về bệnh nhân đo và cung cấp lại cho bác sĩ để tiếp tục tư vấn. Thì chúng ta thấy là có thể đo 7 lần một ngày đối với những bệnh nhân nào mà đường huyết dao động nhiều. Thì chúng tôi có thể tư vấn bệnh nhân là đo đường huyết 7 lần một ngày luôn. Và đặc biệt là chỉ cần 2 cho tới 3 ngày trước khi tái khám thôi để chúng ta tư vấn cho bệnh nhân. Có những trường hợp tôi thấy là bác sĩ cho bệnh nhân là đo đường huyết 7 lần một ngày và đo liên tục trong một tháng, tức là gần là 201 lần đo đường huyết, nhưng mà hoàn toàn không có một lần nào tư vấn gì trong đó cả. Lần nào đường cũng 300-400 mà đo liên tục 200 lần. Như vậy chúng ta thấy là đo đường huyết thì phải quay lại gặp bác sĩ để hướng dẫn, để tư vấn, để chỉnh liều chế độ dinh dưỡng và chỉnh liều insulin, chứ không đơn thuần là đo và ghi lại ở đó. Và bệnh nhân mà càng đến sớm, tức là sau 1 tuần 2 tuần, thì cái chỉnh liều nó sẽ càng mang lại hiệu quả. Chứ nếu mà bệnh nhân quá xa thì gần như sẽ không đạt hiệu quả. Chúng ta thấy đây là điển hình của một bệnh nhân là điều trị bằng insulin 3 mũi một ngày.
Novomis 3 mũi một ngày, tức là cái phác đồ này cũng được xem là cái phác đồ khá là mạnh, điều trị tích cực 3 mũi insulin trộn sẵn. Thì khi mà bệnh nhân đến khám, các anh chị thấy là đường huyết khi đói là gần như ở mức thấp, nhưng HbA1c là rất là cao. Thì đây là những cái tình huống rất hay gặp trong thực hành lâm sàng, và cái người bác sĩ sẽ không biết là nên chỉnh liều hay nên tăng liều hay nên giảm liều cho bệnh nhân. Bởi vì mình không biết là lúc nào bệnh nhân sẽ hạ đường huyết và lúc nào bệnh nhân tăng đường huyết. Thì bệnh nhân này bắt buộc phải đo đường huyết để có cái kế hoạch tiếp theo. Và nhắc lại với các anh chị là khi mà đo đường huyết thì chủ yếu đầu tiên là để điều chỉnh cái chế độ sinh hoạt, cái chế độ dinh dưỡng trước cho bệnh nhân. Thì các anh chị thấy trên bảng này có những lúc bệnh nhân hạ đường huyết 79, bệnh nhân không tiêm. Có những lúc đường huyết bệnh nhân lên tới 536, bệnh nhân tiêm cái liều rất là cao. Rồi sau đó là hạ đường huyết rồi không tiêm, rồi sau đó là đường huyết tăng trở lại. Với một cái chế độ sinh hoạt gần như là không có điều độ thì cái việc mà điều chỉnh liều insulin cực kỳ nguy hiểm. Do đó với những bệnh nhân này bắt buộc phải được tư vấn lại và phải thay đổi lối sống lại trước khi mà chúng ta quyết định chỉnh liều. Do đó cái đo đường huyết là cực kỳ quan trọng. Và tôi ví von nếu một bệnh nhân mà điều trị insulin đặc biệt là nhiều mũi mà không có đo đường huyết thì giống như nếu mà chỉ đến khám bác sĩ và chúng ta chỉ đo đường một lần thôi, sau 2 tuần hay là 1 tháng tới khám thì giống như là thầy bói xem voi. Chúng ta chỉ bắt gặp được một lúc nào đó là 79, một lúc nào đó là 400, một lúc nào đó là 300, một lúc nào đó là 120. Và gần như chúng ta sẽ thất bại trong điều trị, không cách nào để mà chúng ta chỉnh liều cho bệnh nhân, không cách nào chúng ta hướng dẫn cho bệnh nhân thay đổi. Và bệnh nhân sẽ rơi vào nguy cơ hạ đường huyết, mặc dù là HbA1c lúc nào cũng cao. Do đó đo đường huyết tại nhà là cực kỳ quan trọng khi mà điều trị bằng insulin. Và đối với những bệnh nhân người ta không có máy đo đường, với những cái phác đồ mà đơn giản hơn, thì chúng ta có thể hướng dẫn bệnh nhân là nhờ người thân hoặc là những cái cơ sở y tế gần đó mà có cái máy đo đường huyết mau mạch. Như những bệnh nhân này tuân thủ điều trị rất tốt. Các anh chị thấy một tuần là bệnh nhân đo đường huyết một lần tại cơ sở y tế. Đây là cái đường huyết mau mạch nha các anh chị, chứ không phải là đường huyết tĩnh mạch. Có những bệnh nhân các anh chị tư vấn không kỹ là bệnh nhân đo đường huyết tĩnh mạch một tuần hai lần, là cứ đi rút máu một tuần hai lần là cực kỳ nguy hiểm. Do đó bắt buộc mình phải nói là đo bằng đường huyết mau mạch. Và cái hình bên phải này các anh chị thấy là bệnh nhân trong những lần tái khám, đường huyết bệnh nhân dao động rất nhiều, có lúc là 78, có lúc 276, nhưng gần như là không có được chỉnh thuốc, chỉ là tư vấn và thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng thôi. Mặc dù là bệnh nhân đang tiêm cái liều insulin đó, không có phải điều chỉnh liều gì cả, nhưng mà cuối cùng là bệnh nhân cũng khá là ổn định. Như vậy chúng ta thấy cái vai trò của tư vấn là cực kỳ quan trọng, chứ không phải là một phác đồ insulin chuẩn, không phải là chúng ta có những cái loại thuốc tốt là đủ. Do đó tư vấn và theo dõi là cực kỳ quan trọng. Và cuối cùng đó là bệnh nhân phải biết cách phòng ngừa hạ đường huyết. Và chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân khi đường huyết dưới 70 là bệnh nhân có cái nguy đã có cái hạ đường huyết, và chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân cách xử trí cái hạ đường huyết là như thế nào. Thì đây là những cái triệu chứng của hạ đường huyết, các anh chị chắc chắn sẽ biết. Triệu chứng đơn giản nhất đó là bệnh nhân lạnh, vã mồ hôi, rung tay, hồi hộp, vân vân, đói bụng, và nặng hơn là có thể lơ mơ, hôn mê. Và cái xử trí hạ đường huyết đó là điều trị ngay lập tức. Và nếu bệnh nhân tỉnh táo thì thường người ta xử trí bằng 15 gram đường. Thì các anh chị có thể tư vấn cho bệnh nhân bằng ví dụ một muỗng đường, một muỗng mật ong hoặc là nửa lon coca và một lon sữa, 1/2 lon sữa 200ml này nè. Sữa có đường, các anh chị lưu ý là sữa có đường, chứ bệnh nhân mà sợ tiểu đường, bệnh nhân cấp cứu mà bằng cái sữa không đường là cũng cực kỳ nguy hiểm. Và sau đó là tư vấn cho người ta cái cách theo dõi tiếp theo và phải báo lại cho bác sĩ. Thì khi mà xử trí hạ đường huyết bằng đối với những bệnh nhân đang điều trị insulin, cái điều quan trọng hơn đó là phòng ngừa. Các anh chị lưu ý, chúng ta có thể hướng dẫn bệnh nhân xử trí hạ đường huyết, nhưng chúng ta không hướng dẫn bệnh nhân phòng ngừa, không tư vấn về thay đổi lối sống, thì bệnh nhân sẽ hạ đường huyết hoài. Và như vậy cứ phải xử trí cấp cứu hoài, và cái hiệu quả điều trị nó sẽ không cao. Do đó, cái việc mà tư vấn về hạ đường huyết nó có hai ý. Thứ nhất là phải biết xử trí cái tình huống cấp cứu, và thứ hai phải biết phòng ngừa, để mà không có rơi lại vào cái tình huống hạ đường huyết đó nữa. Để chúng ta tiếp tục chúng ta điều trị chỉnh liều insulin cho bệnh nhân để đạt cái hiệu quả tối đa khi mà điều trị cho bệnh nhân. Như vậy để kết luận cho cái bài nói này, chúng ta thấy đây là một cái khẩu súng hạng nặng để điều trị đái tháo đường. Nhưng mà các anh chị muốn bắn trúng mục tiêu ở đây là gì? Là kiểm soát đường huyết, đạt mục tiêu và không có hạ đường huyết. Thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hiểu đúng về insulin, chúng ta phải chọn lựa phác đồ đúng, chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân bảo quản và tư vấn bệnh nhân tiêm insulin đúng cách. Nhưng vẫn chưa đủ, bệnh nhân phải có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, bệnh nhân phải biết cách theo dõi đường huyết, và cuối cùng đó là phải phòng ngừa được hạ đường huyết và xử trí khi có cái tình huống, khi mà bệnh nhân rơi vào cái tình huống hạ đường huyết cấp tính.